Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút về các kỹ năng của anh chàng cao bồi mới xuất hiện trong quầy rượu. Các rồi thì đây là một anh chàng sĩ quan của Liên minh Tự do và thuộc thế hệ thứ tư xuất hiện ở trong quầy rượu. Điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ cần phải có 10 tượng vàng của anh ta ở trong quầy rượu thì mới có thể mở khóa được sĩ quan này. Tên sĩ quan này là Wing of Wanderlust và mình đã có những video nhá hàng trước cho các bạn xem về cái bộ kỹ năng của anh ta rồi. Ở trong video này mình sẽ cùng phân tích một chút rõ hơn để xem anh chàng này phù hợp với những đơn vị nào và cách chơi ra làm sao. Rồi trước tiên thì xem cái bộ thuộc tính của anh chàng này. Chúng ta có 3 cái thuộc tính là linh hoạt, chiến đấu trên chiến trường và có kỹ năng sử dụng các kỹ năng sát thương rất lớn. Cho nên là toàn bộ những kỹ năng bên dưới này nó sẽ phục vụ cho 3 cái thuộc tính này. Trước tiên là kỹ năng chiến thuật. Đây là một kỹ năng rất là độc đáo. Mình đánh giá là đây kỹ năng mang tính phá cách và duy nhất ở trong trò chơi game hiện tại là anh chàng này đang có. Đó chính là anh chàng này sẽ ép mục tiêu đang chiến đấu với mình và bắt buộc phải đối chiến đấu với mình thay vì là bỏ chạy hoặc là chiến đấu với các đơn vị khác. Điều đó có nghĩa rằng nó sẽ biến đơn vị của anh ta và đơn vị mục tiêu ở trạng thái sẽ chuyển vào trạng thái là solo lẫn nhau. Và trong cái trạng thái này thì nó sẽ tăng sát thương của sĩ quan đó lên đến của cái đơn vị đó lên đến 80% sát thương và kháng sát thương là 55% nữa trong vòng 4 giây. Một cái lượng sát thương gây ra rất là lớn các bạn ạ. Rồi kỹ năng thứ hai là kỹ năng khi mà tăng các cái đòn tấn công thường của đơn vị lên 25% và tăng độ chính xác lên thêm 15% nữa. Đây là một trong số những kỹ năng rất là đặc biệt. Tại sao lại đặc biệt? Để lát nữa mình sẽ cùng phân tích nhé. Rồi kỹ năng thứ ba đó là khi đơn vị của anh ta đang bị tấn công thì có 20% cơ hội nhận được thêm 3% kháng sát thương trong vòng 8 giây. Và cái lượng kháng sát thương này có thể được cộng dồn tối đa là 10 lần. Điều đó có nghĩa trong hoàn cảnh đặc biệt thì lượng kháng anh ta có thể tích lũy được lên đến 30% kháng sát thương. Rồi cái kỹ năng thứ tư là cứ mỗi khi anh ta đang tham gia vào chiến đấu thì mỗi một giây anh ta tăng được thêm 6% sát thương và cái hiệu ứng này có thể được cộng dồn tối đa là 5 lần trước khi mà anh ta rời bỏ cái pha chiến đấu đó. Cộng dồn tối đa 5 lần có nghĩa rằng là lượng sát thương anh ta được cộng thêm lên đến 30% nữa. Wow. Cộng thêm với cái kỹ năng này nó lên đến hơn 110% sát thương. Một cái lượng sát thương rất lớn. Đồng thời là lượng sát thương đòn đánh thường của anh ta cũng rất cao. Rồi khi mà các bạn sở hữu 4 kỹ năng này lên đến level 5, chúng ta sẽ có thể đánh thức được anh ta. Và ở trạng thái được đánh thức thì anh ta có thêm cái dòng là khi ở trạng thái được cộng dồn tối đa của cái việc mà tăng cường sát thương thì anh ta sẽ có 30% cơ hội gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan với hệ số là 350 cho kẻ địch. Và cái này sẽ được kích hoạt mỗi một lần mỗi 2 giây. Tức là cứ 2 giây là chúng ta lại kích hoạt thêm 350% sát thương kỹ năng sĩ quan nữa. Cái con số 350 này nghe nó có vẻ ít nhưng với tần suất xuất hiện khá nhiều thì mình nghĩ rằng lượng sát thương anh ta gây ra cũng khá là cao đó. Rồi, thế thì bây giờ quay trở lại cái điểm đặc biệt của anh chàng này và tại sao anh chàng này được đặt vào trong quầy rượu. Cái thứ nhất là nó đem đến cái lượng sát thương đơn thuần của đơn vị đó tăng rất cao lên đến hơn 100% sát thương. Đấy, và hiếm có một sĩ quan nào có khả năng gây ra được lượng sát thương lớn đến như vậy. Đồng thời anh ta có khả năng có khả năng kháng sát thương cũng rất lớn. Ngoài cái việc là hệ số này là 55% kháng, nó còn đến từ cái việc kỹ năng này tăng thêm 30% kháng nữa. Điều đó lên đến là 85% kháng sát thương. Rất là tuyệt vời. Cái kỹ năng thứ hai là có khả năng tăng độ chính xác lên đến 15%. Cái này là mình cần phải đặt dấu hỏi nha. Cái tăng khả năng chính xác này, đây là kỹ năng duy nhất của sĩ quan duy nhất tính đến thời điểm hiện tại có cái phần tăng này. Thế thì tăng này nó sẽ tăng được cái điểm gì?
chúng ta sẽ cùng xem lại phần đơn vị một chút. Các đơn vị của chúng ta nó sẽ có cái thuộc tính gọi là độ chính xác. Đó, độ chính xác này. Thế thì khi tăng 15% độ chính xác của cái này lên, nó sẽ tăng được bao nhiêu điểm? Các bạn thử tính hộ mình xem. 15% của 1.000 nó sẽ tăng được cái con số này lên. Đó. Hoặc là đơn vị bộ binh đi. Đấy, tỷ lệ độ chính xác của chỉ có 65%, 65 điểm thôi. 15% của cái 65 này. Nghe nó có vẻ ít đấy nhỉ? Nếu mà các bạn nhìn thấy ít thì chúng ta có thể nhìn thấy, tính thấy ở trong cái trường hợp này. Đấy, nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy nó có sự khác biệt là độ chính xác của đơn vị bộ binh này đang là 10,75%. Có người cho rằng là khi tăng 15% lên thì nó sẽ tăng cái con số này lên thành là 25%. Cái này mình cũng sẽ cần phải kiểm thử xem là nó tăng cái chỉ số khớp là 65 điểm ở đây hay là nó tăng cái chỉ số này. Thì cái này sẽ cần phải có thêm những cái người chơi mà đã đánh thức anh chàng này, và chúng ta sẽ cùng kiểm thử xem liệu cái việc tăng cái chỉ số chính xác khi khai hỏa này lên thì nó có ảnh hưởng đến sát thương hay không nhé. Nhưng mình đoán là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đấy. Quan trọng là 15% đó được cộng vào cái con số phần trăm này hay là nó được cộng vào cái con số 65 này thôi. Okay. Đó chính là cái điểm đặc biệt mà làm lên cái anh chàng sĩ quan này. Rồi thì cái vấn đề ở đây là gì? Thế vậy thì anh chàng này sẽ phù hợp với đơn vị nào? Ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích một chút. Bởi vì cái kỹ năng của anh chàng này rất là đặc biệt. Nó ép đối thủ phải tấn công anh ta chứ không được bỏ chạy. Cho nên về mặt thực tế chiến đấu thì chúng ta sẽ phải triển khai anh chàng này ở trên những cái đơn vị mà có khả năng chống chịu lớn trước khi gây ra được lượng sát thương lớn. Thế thì ví dụ như triển khai cho xe tăng hạng nhẹ được không? Xin thưa các bạn là khá là khó. Bởi vì bản thân chiếc xe tăng hạng nhẹ có lượng độ bền rất thấp, và chỉ cần 1-2 viên đạn của các đơn vị khác, ví dụ pháo binh, trực thăng hoặc là xe tăng chiến đấu chủ lực bắn vào đơn vị xe tăng hạng nhẹ thôi là đơn vị của bạn sẽ bị giảm số lượng xe. Và một khi giảm số lượng xe như vậy thì lượng sát thương gây ra con số rất cao nhưng mà không đáng được bao nhiêu cả. Anh chàng này có lắp được cho pháo không? Bởi vì anh chàng này là linh hoạt. Thực tế thì vẫn có thể triển khai được cho các đơn vị pháo. Nhưng sẽ ra sao nếu như pháo mình gọi pháo của đối phương vào trạng thái là solo lẫn nhau? Cái việc này thì chúng ta sẽ cùng phải kiểm thử xem trên thực tế ở trong chiến trường liệu có ai triển khai anh chàng này vào cho pháo không. Nghe thì vẫn có thể hợp lý là pháo của mình đấu với pháo của đối phương. hoặc là pháo của mình kéo pháo của đối phương vào gần với mình hơn để cho các đơn vị pháo đồng đội bắn vào pháo của đối phương. Nghe lý thuyết nó là như vậy nhưng thực tế chiến đấu nó sẽ như thế nào? Nhưng mình đoán nó sẽ khá là khó. Rồi thế còn bây giờ là những đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là trực thăng thì sao? Mình đánh giá là hai cái đơn vị này thì nếu như bạn có ý định nâng cấp anh chàng này để cho đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là đơn vị trực thăng thì mình nghĩ rằng là sẽ có những cái sĩ quan khuẩy rượu khác nó đáng giá hơn rất là nhiều so với anh chàng này. Vậy thì anh chàng này sẽ phù hợp với những đơn vị nào? Thứ nhất là những đơn vị có khả năng chống chịu lớn. Đó. Và có khả năng bắt dính được đối thủ. Thế thì soi tất cả những đơn vị mà chúng ta vừa kể tên trên thì chỉ còn duy nhất là các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng và đơn vị bộ binh. Tuy nhiên nhược điểm của đơn vị xe tăng hạng siêu nặng đó chính là về tốc độ. Cho nên là ở trong chiến trường thì đơn vị xe tăng hạng siêu nặng sẽ không thể làm nhiệm vụ vai trò là đơn vị đuổi bắt đối phương được, bởi vì tốc độ của nó khá chậm. Mặc dù nó sở hữu được lượng độ bền lớn, lượng kháng sát thương cao cộng với lượng giáp cực kỳ lớn, và sẽ rất tốt nếu như đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này có thể kêu gọi được đối thủ tấn công vào anh ta và từ đó hút sát thương từ các đơn vị đó để làm bệ phóng cho những đơn vị pháo binh ở đằng sau bắn lên. Nghe thì rất hợp lý nhưng thực tế thì rất hiếm khi có những đơn vị nào đối đầu trực tiếp với các đơn vị SH cả, xe tăng chiến đấu hạng siêu nặng. Ok, thế thì chỉ còn lại mỗi là đơn vị bộ binh là một trong số những đơn vị phù hợp nhất cho anh chàng mới này, bởi vì nó có những đặc điểm yếu tố như thế này. Đơn vị bộ binh là một trong số những đơn vị sở hữu được lượng kháng cực kỳ cao khi ở trạng thái là low cost. Cái lượng kháng này còn được cộng thêm bởi cái thuộc tính của đơn vị bộ binh, đó là giảm sát thương mà họ nhận vào lên đến 12%. Quá là lớn. Đó. Rất lớn. Và đồng thời là đơn vị bộ binh này có sở hữu tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. So với các đơn vị cùng cấp độ sao thì nó tương đương.
và cái việc đuổi bắt các đối thủ nó sẽ dễ dàng hơn. Đó. Và trong thực tế chiến đấu thì tất cả những cái đơn vị khác khi gặp đơn vị bộ binh thường có xu hướng là bỏ chạy. Mà bỏ chạy như vậy thì với cái kỹ năng thức tỉnh của anh chàng mới này, nó sẽ giúp cho đơn vị bộ binh của chúng ta có thể bắt dính được đối thủ phải đứng lại để chiến đấu với anh ta, và từ đó là có thể kết liễu được anh ta hơn. Đó là một hướng xây dựng sĩ quan cộng với đơn vị khá là hợp lý, mà mình nghĩ là đơn vị này, anh chàng này là dành cho bộ binh. Vậy thì câu hỏi tại sao là nhà phát hành không đặt anh chàng này với có thuộc tính là bộ binh giống như các sĩ quan khác? Đó. Ví dụ như anh chàng này sẽ tăng một. Cô nàng này thì sẽ tăng một. Đây là there is no time to waste. Vấn đề ở đây hoặc là những sĩ quan khác. This war's gone on for far too long. Nếu như anh ta xuất hiện trong quầy rượu mà không mang thuộc tính bộ binh thì cái đỉnh cao của đơn vị bộ binh nó vượt tầm, và khi đó thì sẽ rất khó có thể đánh bại được các đơn vị bộ binh này. Khá là khó các bạn ạ. Và khi anh ta có thuộc tính bộ binh thì chắc chắn một trong ba cái kỹ năng này của anh ta sẽ phải đi kèm với cái thuộc tính của bộ binh. Đó, lúc đó thì cuộc chơi nó sẽ khá là khác biệt. Và thường nhà phát hành để một cái lối đi riêng dành cho tất cả mọi người khi anh ta chỉ là vai trò là linh hoạt. Điều đó là anh ta có thể triển khai cho một cách linh hoạt cho tất cả các đơn vị được, ngoại bao gồm cả bộ binh và tất cả các xe tăng, thậm chí là cả pháo binh. Một lựa chọn rất dễ. Ok, thì điều này nó đem đến cái tính chiến thuật nhiều hơn cho những người chơi, để chúng ta có thể cân nhắc xem là lựa chọn các sĩ quan của pháo hay là lựa chọn các sĩ quan chuyên về xe tăng. I don't do anything that's not an. There is no time to waste. Ok, rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải kiểm thử thêm các bài kiểm thử, hoặc là xem sự xuất hiện của anh ta ở trên chiến trường với các đơn vị khác nhau của những người chơi khác nhau thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cuộc chiến, và nó đem lại cái niềm vui như thế nào dành cho những người sở hữu anh chàng này, thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải đợi thêm ở trong các video clip lần sau nhé. Ok, rồi nếu như các bạn thấy video clip thấy hay thì xin các bạn một like, share vào cái video của mình để YouTube nó có thể đề xuất được nhiều hơn. Xin cảm ơn, và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào trong các video lần sau. Goodbye.